Thưa bà con, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lương Y Nguyễn Công Đức, nguyên là giảng viên khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin trình bày với bà con về cái dây khổ qua rừng. Cái khổ qua thì ai cũng biết rồi, nhưng mà có cái chữ rừng ở trong đó nghĩa là sao? Tuy nhiên vì cái tên khoa học nó là một, cho nên nó cũng là một chi của cái dây khổ qua. Nó là chi Momotica. Cái tên khoa học của nó là Momotica Carantia. Cái họ của nó là họ bầu bí, có nghĩa là Cucurbitaceae. Cái chữ khổ qua nghĩa là sao? Khổ là đắng, qua là cái dây. Cho nên là bà con thấy đó, nó là một cái dây leo. Cho nên đây là hoa, thí dụ như bầu bí này, như là bí đao, rồi bí xanh, rồi dưa leo. Tất cả cái đó ta gọi là Cucurbitaceae, tức là họ bầu bí hết. Nó là cái dây đây, để bà con thấy. Và nếu quan sát cái trái á, thì bà con sẽ thấy cái trái nó nhỏ hơn ha, nhỏ hơn cái trái khổ qua thường của mình. Đó, thì xuất xứ nó ở đâu vậy? Thì người ta thấy đầu tiên nó là ở Nam Phi nè, ở Ấn Độ, và đặc biệt là các cái nước Đông Nam Á. Và nói như vậy không có nghĩa là Việt Nam mình không có. Việt Nam ta có rất rất là nhiều, nhất là cái vùng Bình Phước là nhiều nhất, và gần như là tỉnh nào cũng có, suốt từ Nam đến Bắc, chứ không phải chỉ riêng ở Bình Phước không. Cái đó là cái về cái dây khổ qua rừng, nó là dây nha. Nhớ là dây leo, cái chữ qua là dây leo, khổ là nó đắng, chữ đắng. Cho nên chứ không phải mình cứ hay nói đùa, mình nói là khổ qua là qua cái khổ là không có đúng. Thế bây giờ cái thành phần của dinh dưỡng của nó thì nó như thế nào? Thế trong cái trái khổ qua, dây khổ qua nó có dinh dưỡng gì không? Thì người ta thấy đầu tiên là nước, rồi có một ít chất béo, và đặc biệt là có calcium này, có potassium, có magnesium, có kẽm, có cả protein, rồi có cả carbohydrate nữa. Đấy, thì đó là các cái thành phần dinh dưỡng ở trong cái trái khổ qua chúng ta. Và nếu như mà thấy nữa thì chúng ta thấy nó cũng có sắt, rồi các vitamin ở trong đó là người ta thấy nhiều là vitamin A, các cái nhóm là vitamin B, trong đó có B1, B5, B6 ha. Đó là cái dinh dưỡng của cái trái khổ qua. Thế bây giờ cái hoạt chất sinh học của nó thì như thế nào? Người ta thấy là trong đó nó có một cái số các cái hoạt chất sinh học như sau. Thứ nhất là có các cái glycosid và các cái hợp chất tibetanoid. Đó là những cái chất sinh học trong cái khổ qua mà chúng ta thấy. Rồi nó có một cái hoạt chất sinh học mà đặc biệt là nó trị được cái virus herpes, tức là ở cái môi tự nhiên nó có một cái nốt mà đầu tiên cái nó ngứa, cái nó nổi mụn lên, sau đó nó thành cái đốt, và năm nào mà cơ thể mình suy yếu thì nó sẽ bị cái đó, ta gọi là cái herpes. Nếu mà nói cho đầy đủ nó là herpes simplex 1 ha, để nói cho rõ như vậy. Và nhờ cái gì mà cái hoạt chất nào mà nó khống chế được cái herpes đó chính là hoạt chất là Momotidicin. Đó thì nó lấy cái tên đó là Momotica, là cái tên khoa học của cái dây khổ qua. Thế bây giờ tại sao mà không dùng cái khổ qua thường mà bây giờ lại nổi lên cái khổ qua rừng? Thì người ta thấy rằng cái vệ sinh an toàn thực phẩm là cái quan trọng, cho nên người ta thấy rằng nếu mà nó ở trong rừng á, thì coi như người ta ít dùng các cái thuốc bảo vệ thực vật. Cái điều chắc chắn là một khi mà đã trồng khổ qua mà cho nó leo lên á, nó là dây leo mà, thì muốn cho là nó không có bị đèo thì bắt buộc phải phun thuốc trừ sâu và để cho nó không có bị đèo. Và thậm chí là muốn cho cái trái nó lớn, ký nó nhiều, người ta cũng có các cái thuốc kích thích để cho trái nó lớn lên. Đó là lý do mà người ta không thích xài cái khổ qua nhà mà ta dùng cái khổ qua rừng. Là vì sao? Vì trong rừng thì nghĩ rằng nó tốt hơn, nó gần gũi với thiên nhiên hơn, và không nhiễm bởi các cái thuốc bảo vệ thực vật. Cái đó là cái lý do chính. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra nữa thì liệu bây giờ khổ qua rừng nó không bị nhiễm không? Xin thưa,
bây giờ người ta không vào rừng để hái nữa, mà nó rất là rất là dễ. Khi mà trái nó chín rồi thì cứ đem về mà ta trồng thôi. Cho nên bây giờ là trồng ở trong nhà, và có những nơi vừa diện tích rất là lớn để người ta thấy lấy cả dây và cả trái khổ qua. Và hiện nay trên thị trường thì bà con cũng có thấy rồi, có những cái dây khổ qua ha, người ta làm mà trà để mà hãm nước sôi uống, người ta làm cả trà túi lọc, và thậm chí người ta xây bột nhuyễn ra, người ta cho vào viên nang, coi như là viên nang là khổ qua rừng luôn, có chữ rừng ở trong đó nữa, để trị tiểu đường và các cái bệnh lý khác. Tuy nhiên để mình hiểu thêm thì bà con ta có thể hiểu công dụng của cái khổ qua rừng nó như thế nào không? Cái đầu tiên người ta thấy là uống nó mát, cho nên ta gọi là thanh nhiệt, rồi mát gan. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái nổi bật nhất là trị đái tháo đường. Cái này là cái nghiên cứu mà phải nói là công bố là của Ấn Độ. Trong cái hệ thống y học cổ truyền của Ấn Độ là Ayurveda, là cách đây 4.000 năm, 5.000 năm người ta đã nói lên một cái chuyện là khổ qua nói chung là trị được cái bệnh tiểu đường. Trị được bệnh tiểu đường thì bà con ta cũng hiểu cái tiểu đường là cái gì, là cái đơn giản nó như thế này. Mình cứ suy nghĩ mình nói cái tiểu đường là có tiểu đường tiếp 1, rồi tiểu đường tiếp 2. Như vậy là tiểu đường tiếp 2 chắc là nó nặng hơn cái tiểu đường tiếp 1. Xin thưa, không phải như thế. Tiểu đường tiếp 1 là nó lệ thuộc insulin, và tiếp 2 có nghĩa là không lệ thuộc insulin, thì cái điều trị của nó tương đối nó dễ hơn. Đó là chúng bà con phải hiểu cái chỗ đó một tí. Tuy nhiên về đông y, người ta không nói là tiểu đường, mà người ta nói là tiêu khát. Dựa vào ở chỗ nào? Tiêu khát là ba cái tiêu. Thứ nhất là uống nước nhiều, ha không? Rồi đi tiểu nhiều, rồi ăn rất là nhiều nhưng mà sụt cân. Một khi bà con mà có các cái dấu hiệu kể trên thì lập tức đi kiểm tra ngay. Và rất là đơn giản, nếu xét nghiệm máu mà thấy đường huyết nó tăng lên thì coi như là mình bị tiểu đường. Mà đó chính là thường là tiểu đường tiếp 2. Thế bây giờ trung bình thì nó làm sao? Nó trung bình ta lấy khoảng 0,8 đến 1,2, rồi một cái số nữa là 80 đến 120, thì nó nói là microgram decilit. Và có một cái đơn vị nữa đó là 0,8 cho đến 6,8 là coi như là bình thường, nó lấy là millimol. Mà một khi mà trên 7 thì coi như là đường huyết nó tăng ở trong máu. Cái đó là những cái để chúng ta hiểu về cái tiểu đường của Tây y và cái Đông y nó gọi là tiêu khát. Trở lại vấn đề thì cái khổ qua rừng nó còn giải quyết được cái gì nữa hay không? Một là nó ổn định được huyết áp, hai, ổn định được huyết áp. Cái nữa là nó giảm được cái acid uric, cho nên nó trị được cái bệnh gút. Như vậy thì những cái đó là những cái mà cơ bản. Thế bây giờ lưu ý cái bà con ta có nên kiêng cử gì khi mà sử dụng cái khổ qua rừng hay không? Kiêng cử ở đây tức là cái lưu ý một khi mà các bệnh lý sau đây chúng ta không được sử dụng khổ qua nói chung hay là khổ qua rừng. Thứ nhất là bị suy gan suy thận, cái này người ta cấm. Cái thứ hai á, người ta thấy rằng á, phụ nữ có thai. Thứ ba á, là em bé, tức là trẻ con. May mắn là đắng qua tụi nó không ăn không uống cho nên cũng đỡ. Nhưng mà trong suốt một thời gian dài tôi làm thuốc thì tôi thấy có cái nhận xét như sau: bà con nào mà bị viêm gan siêu vi B, siêu vi C thì thường thường nếu mà ăn cái trái khổ qua thì cái men gan nó tăng cao. Cho nên cái này lưu ý, bà con cũng lưu ý một chút là khi đã bệnh viêm gan siêu vi B, C thì nên lưu ý không nên ăn cái khổ qua. Vì nếu ăn nhiều thì nó sẽ bị tăng cái men gan lên. Và một cái nữa lưu ý thì bà con nên nhớ thấy cái hạt của nó bỏ ra, tại vì nó có độc và nó làm cho ảnh hưởng gan thận. Và một cái rất là hấp dẫn trong cái việc mà sử dụng cái khổ qua rừng đó là một cái bệnh nan giải hiện nay, đó là ung thư. Thế có đề tài nào nghiên cứu hay không thì có hai giáo sư của Đài Loan, người ta sử dụng cái dây khổ qua, hồi đó khổ qua thôi chứ chưa nói tới khổ qua rừng. Tôi xin nhắc lại, dây khổ qua rừng nó quý hơn nha.
bộ phận dùng nó là dây và trái. Thì khi sử dụng á, ổng nghiên cứu thấy rằng hai cái vị giáo sư này thấy rằng là 45.000 người ha sử dụng mà trong thời gian rất dài, khoảng 10 năm, thì trong số 45.000 người đó thì được là 38.000 người là gần như là khống chế được cái tế bào ung thư và khỏi bệnh. Thì điều đó chứng minh rằng cái dây khổ qua, trái khổ qua là trị được ung thư. Và thế còn đối với các cái nước khác thì sao? Hai giáo sư của Đại học Texas thì nghiên cứu cũng thời gian khoảng 10 năm thì thấy rằng nếu như mà sử dụng cái dây khổ qua thì thấy rằng khống chế được các cái tế bào ung thư. Và trở lại vấn đề là ở Đài Loan, hai giáo sư thấy rằng cái tỷ lệ mà khống chế được tế bào ung thư mà người bệnh mà khỏi bệnh thì khoảng 68%. Điều đó nói lên là dây khổ qua, khổ qua rừng và khổ qua thường có giá trị rất tốt trong cái việc điều trị ung thư. Thì đó là những cái thông tin về cái dây khổ qua nói chung và dây khổ qua rừng. Và hiện nay thì trên thị trường đã có các cái chế phẩm là trà khổ qua, có là dây lá, có cả trái thái nhỏ ra sấy khô và hãm nước sôi uống, rồi có cả viên nang nữa. Thì trong cái phạm vi này tôi cũng thông tin cho bà con biết những cái sơ bộ. Thứ nhất là ổn định được huyết áp, thứ hai là các cái bệnh gút cũng ổn định được. Và lưu ý là nếu huyết áp thấp thì không được sử dụng, phụ nữ có thai không sử dụng, trẻ con không sử dụng, những người các bệnh lý nền mà đã là chức năng gan thận suy giảm không được sử dụng. Cái đó là những cái lưu ý đối với cái dây khổ qua rừng. Xin cảm ơn bà con. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với Đông Dược Netpharco. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký ngay bên dưới nhé.